Và xin chào mọi người, chào mừng mọi người, chào mừng các bạn tiếp tục đến với kênh YouTube của bên Kim Bảo Audio. Ngày hôm nay thì em có một cái con micro của thương hiệu là Mi Sound, thì em sẽ lên clip giới thiệu cho mọi người và để cho mọi người tham khảo để xem cái hình thức thiết kế hoặc là những cái chất âm hay là mấy cái tay cầm như thế nào, có phù hợp với nhu cầu qua đây hay không. Thì con này là mã của nó là S450, S450 đây, thương hiệu là Mi Sound. Thì tất nhiên trước đây là từng giới thiệu của Mi Sound rồi và được rất nhiều anh em ủng hộ, như con Miro Mi Sound này, con Vang Mi Sound, một thương hiệu lớn đó. Thì anh em đang xem thì ủng hộ em bằng một cách like và đăng ký kênh ha. Thì cùng anh em mở hộp con này xem thử như thế nào. Rồi thì đây là cái hình thức bề ngoài của một cái vỏ hộp của Mi Sound. Riêng cảm nhận em thấy thì cái chiều cao của nó thì nó hơi nhỏ hơn so với những con Miro thông thường ha. Miro thông thường thì lên tới đây cao hơn tí, thì cái này chỉ là hình thức bề ngoài thôi, nó không quá ảnh hưởng nhiều. Đây thì nhận hàng thì chỉ có vỏ hộp thôi, anh em cũng đâu có giờ xài với vỏ hộp đâu, đúng không? Thì vỏ hộp thì đâu có giờ xài, thì mua hàng nhận hàng và sử dụng cái thức bên trong. Thì đây, mở hộp thì nó sẽ có một cái miếng chăm sóc cho anh em. Đầu tiên là cái dây nguồn đây. Dây nguồn thì tất nhiên bộ nào cũng phải có một cái adapter, cái dây nguồn cho anh em cấp nguồn vào. Thì nguồn con này nó cùng con này sẽ là output 12V nha. Đó. Rồi một cái jack 6 ly, em cái tối xuống âm ly hoặc xuống vang. Cái nào thì tất nhiên cái nào cũng phải có rồi. Rồi, con này là sử dụng hai anten. Đây anten thì để mình coi luôn. Đây. Nó thiết kế bằng bạc trắng nè, vẫn sống tốt hơn, thì tần số của nó sẽ là từ 640 cho tới 690. Đó. Thì mấy cái này là cái những cái phụ kiện cơ bản thôi. Đó, có chống lăng thì Miro nào cũng phải có cho anh em cái chống lăng cho tay cầm Miro, và kèm theo là pin thường. Này chỉ là một pin thường thôi nha, pin test Miro thôi, xài xong bỏ chứ không phải là pin sạc. Thì anh em nói, em nói rất là nhiều cho anh em rồi, thì anh em cần tham khảo bên sạc thì cứ báo thêm bên em sẽ bán thêm bên sạc. Thì tất nhiên anh em mua Miro và mua kèm bên sạc thì bên sạc bên em chỉ tính giá gốc cho anh em thôi. Thì bên em ví dụ nhập về 100.000 thì bán cho anh em 100.000, nhập về 200.000 thì bán anh em 200.000 đó, thì em ví dụ như vậy. Chứ mua kèm thì em sẽ chắc chắn 100% thì em sẽ không lấy tiền bên sạc. Rồi, và đây có cuốn sách hướng dẫn, nhưng mà chả ai quan tâm cuốn sách hướng dẫn này đâu ha. Đây Mi Sound này, model S450 này đó. Con này là con mới nhất hiện tại. Thì đây để cho anh em xem hình thức mặt trước như thế này, để mình coi lại cái cam anh em thấy không. Rồi để mình kê lại cho anh em dễ nhìn nha. Đó, đây là hình thức mặt trước của con Mi Sound S450. Thì đây là một cái màn hình LED nè, mã của nó đây, Mi Sound S450. Thì bên này chắc là các thông số hiển thị. Thì có lẽ mình sẽ quay mặt sau trước ha. Đây mặt sau, thì mặt sau cũng giống mấy cái dây khác đó ha, mấy cái con khác thôi. Đây nó ghi tần số đây luôn nè, 640 đến 690. Hai tay cắm anten, hai cổng cắm anten, hai cổng cắm 6 ly, gọn canon, cổng 6 ly và input nguồn. Đó, mình sẽ cấp nguồn điện cho nó luôn để cho anh em dễ nhìn thấy hơn, tại vì nó hơi mờ. Đó, khi cấp nguồn điện vô thì nó sẽ có hiển thị ở đây Mi Sound nè, Mi Sound đây. Đó, lấy nét lại cho anh em. Bên này là các tần số hiển thị nè, còn bên này là cái nút ấn nha. Ví dụ nút đầu tiên nè, nút âm lượng lớn, âm lượng nhỏ. Hàng trên thì sẽ giống hàng dưới ha, hàng trên thì là hàng gen là của Mi 1, hàng dưới là của Mi 2 thôi. Đây, nút là hàng trên là của CHA là channel A, hàng dưới là của CHB là channel B. Đó. Đây là volume 1, volume cộng, volume trừ. IR là để quét tần số, lock giữ thì nó sẽ set. Anh em muốn lock thì anh em giữ lại đây. Ví dụ ấn set này, ở đây nó sẽ có cái ổ khóa. Em thấy ở đây nó có ổ khóa không? Và bên này nó không có ổ khóa nè. Đó, màn hình bên này đây có luôn, em xin lỗi. Đó, những lúc xét thì nó sẽ mất cái ổ khóa ở đây nha. Mất cái ổ khóa ở đây. Đó. Này khóa này để làm gì? Khóa này để tránh trường hợp mà anh em nhà có trẻ em á hay ấn 7 thì nó sẽ mất tần số anh em, thì anh em ấn nút set để giữ lại là khóa lại là không. Đây là nút scan, thì muốn scan thì phải mở khóa ra. Đó, scan này là nó scan sống sạch cho anh em. Anh em chỉ ấn một tí thôi. Rồi. Thì nó sẽ dò tần số cho anh em nha. Đây là hình thức đầu thu, em sẽ lấy cho một cái tay cầm. Đây là hình thức tay cầm. Hai tay cầm anh em sẽ phân biệt bằng cái đít.
đây nó có hai cái đít như thế này, tay cầm của nó trông rất là đẹp ha, tất cả đều bằng kim loại hết, và dưới này nó bằng cao su á, bằng cao su khi hạn chế rơi rớt xuống thì anh em có thể tham khảo nhìn bằng cách phân biệt đây là cái màu hồng, đây là cái màu xám thì dễ dàng phân biệt hơn, thì trong khi không cần gắn cái ống lăng vẫn phân biệt được nha. Đó, con này thì cái tần số nó sẽ nằm ngang nha, anh em thấy không, em sẽ bật lên và lấy nét lại nha. Đó, cái tần số nó nằm ngang nha, ở đây là 689 và channel là 497, anh em thấy không, đó channel ở dưới nè là 97 nè, còn ở trên là 6089 là cái xe kênh, đây anh em phải để ở đây nè 6089, em lấy nét lại đó, đây khi em nói chuyện thì nó sẽ phát thu và nó có sóng nè, thấy không, đó 097 đó 19, khi nói chuyện thì nó sẽ có sóng nhảy lên đó, thấy không, bên B nè đó, nói chuyện nó sẽ sóng nhảy lên đó. Đó là cái hình thức tay cầm đầu thu. Đây, tay cầm đây rất là đẹp, cầm rất là đầm tay nha, cầm rất là đầm tay, rất là chắc. Con này thì để em test thử cho anh em luôn, để em cắm thử cái dây nha, để em cắm thử cái dây và test thử cho anh em nghe luôn như thế nào. À, thì đây mọi người có thể nghe trực tiếp chiếc âm của cái con mic này luôn, nếu em đang nói thì mọi người có thể nghe được luôn á. À, lực 1 2 3 4 5 6 7 8 9, à, lực đó, thì mọi người có thể nghe và cảm nhận được, thì muốn nghe và cảm nhận tốt hơn thì mọi người có thể đeo tai nghe vào. Thì con này hiện tại thì nó có luôn cả biến gia tốc và tự ngắt cho anh em luôn, tí em sẽ trả thử cho anh em. Thì trước tiên em nghe thì tiếng con này rất là dày, tiếng nó dày nha, nó dày hơn những con khác. À, được 1 2 6, nó ấm, rất là ấm, rất là dày. Anh em nào mà giọng đó khỏe đã tốt rồi thì có thể tham khảo con này. À, được 1 2, đó thì em sẽ test thử cái từ ngắt nha. Đây kia cái những cái mic em đang nói nè. À, được, em sẽ đặt nó xuống nha. Mới đặt xuống thì tất nhiên sẽ có rồi. À, được 1 2, đợi tí nó tập xuống im một tí nó sẽ tự gắt cho anh em. Đây, alo, không còn tiếng nha, em chỉ cần đụng vào thôi, đụng vào nó sẽ có lại nha, cầm lên nè, đó nó sẽ có lại và để xuống nha, để vài giây thôi, như 1 2 3 4 5 thì chắc lẽ nó ngắt rồi. Alo, đây ngắt rồi nha, thì anh em cầm lên là có lại nè, đó có lại. Thì đây là khả năng tự gắt cho anh em. Và cầm cái tự gắt là gì, thì khi anh em đặt xuống á thì nó sẽ tạm ngắt, khi mà anh em cầm lên thì sẽ có lại nha. Rồi bây giờ em sẽ test thử cái cảm biến gia tốc cho anh em nha, là khi rơi rớt á. Đây em đang nói chuyện bình thường nha, em thả nó xuống nha, đó anh em nghe, khi mà thả xuống thì không nghe tiếng động đúng không, khi thả gần nè, khi thả gần mà không đủ khoảng cách á thì tất nhiên sẽ có nè, đó thì có nha. Còn em thả xa trên cao xuống á thì nó sẽ không. Thả xuống tránh trường hợp rơi rớt, cảm biến gia tốc rất là nhạy. Alo, đây cảm biến gia tốc rất là nhạy nha. 6 7 1 2, alo, đó em sẽ giảm bớt effect xuống cho anh em nghe rõ cái tiếng mic hơn, tiếng là rất là tốt. À, anh em tham khảo con này thì cứ liên hệ bên em qua số điện thoại trên màn hình 0979778678 hoặc là 0909675540, cả hai số điện thoại đều có Zalo hết nha. Còn em ở gần khu vực Gò Vấp Hồ Chí Minh á, thì cứ ghé địa chỉ bên em 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp Hồ Chí Minh. Còn anh em nào mà đang xem ha, vui lòng cho em một like, một đăng ký kênh để có thể nhận được video mới nhất bên em, bên Kim Bảo Audio. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.